Colombia sẽ tái bắt đầu chiến dịch tiêu hủy coca. Cuộc chiến đẩy lùi các băng đảng ma túy hiện đang được xem là một trong những thách thức lớn nhất mà chính phủ Colombia luôn phải đối mặt kể từ đầu năm đến nay. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Diego Molano nói với hãng thông tấn Reuters rằng chính phủ của ông sẽ nói lại các chương trình tiêu hủy ma túy bằng hóa chất glyphosate, mặc dù chất này có thể dẫn tới bệnh ung thư. Quyết định bổ nhiệm ông Molano được đưa ra sau khi người tiền nhiệm của ông qua đời vì COVID-19. Để có thêm thu nhập, thì các băng đảng ma túy thường sống dựa vào các khu vườn trồng coca, một trong những thành phần chính của ma túy. Chương trình tiêu hủy coca bắt đầu bằng chất glyphosate đã từng bị cấm ở Colombia hồi năm 2015.